Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã truy cập vào video của tôi. Và hôm nay, tiếp tục với dòng đồ chơi của Ultraman Orb, chúng ta hãy cùng xem qua thứ vũ khí đã giúp Orb lấy lại được sức mạnh của mình ở trong series phim. Đó chính là chiếc Deluxe Orb Caliber. Vậy thì, về nhanh gọn như tôi đã vừa nói, đây chính là thứ vũ khí để giúp Orb lấy được cái dạng Orb Origin của mình. Thì một món đồ chơi cũng khá là hay ho. Nhìn anh về hộp thì phải nói là cực kỳ nhiều màu sắc và rất là bắt mắt. Chúng ta hẹn sản phẩm ở đây có Orb Origin ở đây cũng như các chức năng và đi kèm một lá bài. Không có gì nhiều lắm ở mặt bên trên. Mặt bên này chúng ta có Orb Origin. Mặt sau thì có toàn bộ các thông tin chức năng mà tôi sẽ demo. Phải nói tôi cực kỳ thích thiết kế hộp nhiều màu sắc này và chúng ta lại có Orb lần nữa. Hộp khá là nhỏ nhưng mà rất là dài, thế nên là nếu như bạn mua theo kiểu bị city ship hàng này rất là đau đớn. Như tôi mất khá nhiều tiền ship cho cái hộp to này. Nhưng mà vậy thì hãy lấy món đồ chơi này ra và xem nó có thực sự thú vị không nha. Vậy thì về cơ bản thì sẽ là tất cả những gì bạn có được sau khi ra khỏi hộp. Chúng ta có chiếc kiếm và một lá bài. Vậy thì hãy qua lá bài này trước. Và đây chính là lá bài của Ultraman Orb Origin. Lá bài này thì như các bạn biết trong phim nó có chức năng để triệu hồi cái kiếm ra. Vậy thì hãy cùng chiếc âm thanh của nó trong chiếc Orb Ring nhỉ. Phải nói là tôi cực kỳ thích cái màu cầu vồng LED này. Mà có một điều lưu ý là khi bạn dùng lá bài này thì bạn sẽ không thể dung hợp với các lá bài khác. Đấy, nhưng không thể dung hợp được. Vậy thì hãy cùng chiếc âm thanh của nó. Và đòn tấn công. Tiếp theo hãy cùng xem qua nhân vật chính của ngày hôm nay, chiếc Orb Caliber. Về mặt màu sắc thì phải nói là hoàn hảo, không có gì để chê được cả. Khá nhiều phần màu đỏ metallic cũng như là màu xanh được chấm xuyên suốt của cái vũ khí này tạo nên một cái nét đẹp rất là hoàn chỉnh. Cho dù nếu bạn nhìn vào mặt sau thì thấy là cái phần nhựa chống này trông khá là xấu, nhưng mà chắc cũng chả nhìn mặt sau mấy. Và thực ra các vài chi tiết nhỏ nhỏ ở đây, nói chung là về mặt chỉ màu sắc khá là ổn. Về mặt kích thước thì một điểm khá buồn cười là trông nó bé như này nhưng mà lại là kích thước đúng ở trong phim. Tại vì khi mà được cầm ở bạn phải xem phim thì tôi chẳng biết nói nào, nhưng mà kích thước thì rất là sát trong phim. Chúng ta cái phần bánh ở đây xoay được và phần đèn LED hiển thị các màu sắc cũng như là các nguyên tố các kiểu. Vậy thì hãy cùng check qua âm thanh của nó đi. Chúng ta có nút bật tắt ở đây, bật nó lên nào. Và khi bật lên thì nó sẽ nói tên để phòng mà quên mất. Mà nếu ấn nút này bạn sẽ có vài âm thanh tấn công như là. Nói chung là khá là cơ bản. Vậy thì giống như ở trong phim, để bắt đầu quá trình biến hình thành dạng Origin, bạn sẽ xoay cái bánh này thật là nhanh để hiện lên 4 đèn LED một lúc. Đấy, 4 đèn LED đã hiện lên, tượng trưng cho 4 nguyên tố để biến hình ra vào đây. Và nó đã thành biến hình của bạn. Tiếp theo bạn có thể chọn 4 đòn tấn công khác nhau bằng cách xoay cái bánh hiển thị tương ứng màu LED. Chúng ta có đòn tấn công thứ nhất. Cho bạn xem một lần nữa. Thứ này âm thanh khá là to. Tiếp theo. Đèn LED ở đây màu vàng hơi yếu một tí, tại vì ánh sáng của tôi nó khá là mạnh, thế nên đèn LED có thể là sẽ không nhìn rõ lắm. Tiếp theo.
Và đó là bốn đòn tấn công cơ bản của chúng ta. Và tất nhiên là giống trong phim, bạn có thể tạo nên đòn tấn công mạnh nhất bằng cách xoay cái bánh này thật nhanh. Nhưng mà trước tiên hãy giống như trong phim, bạn có thể cho cái cây kiếm này qua trước offering để có một đòn tấn công chăng. Nói chung là hãy thử check qua âm thanh đó, giống như ở trong phim mà cho kiếm qua. Và yeah, khá là hay ho là cây kiếm có thể hợp tác với cái offering để ra âm thanh mới. Bây giờ hãy check qua đòn tấn công mạnh nhất bằng cách xoay cái bánh này thật là nhanh và ấn giữ cái nút này. Vậy thì về cơ bản đó là toàn bộ âm thanh và chức năng của món đồ chơi này. Nhận xét về món đồ chơi này thì tôi thấy đây là một món, nó chính là một dạng vũ khí cũng khá là hay ho. Chúng ta có một lá bài Ultra Fusion Card cực kỳ thú vị khi mà dùng chữ offering. Ngoài ra thì cây kiếm này khi mà chơi một cách độc lập thì nó cũng có rất là nhiều chức năng, cũng như là phần âm thanh ánh sáng thì cực kỳ tuyệt vời rồi. Vậy nên là nếu mà thực sự xét về mặt có nên mua hay không thì tôi nghĩ chắc chắn là có, tại vì cây kiếm này đóng vai trò rất quan trọng không chỉ ở trong series phim của Ultraman Op chính, mà nó còn có một vai trò còn lớn hơn trong cái Origin Saga, kiểu một dạng phim spin-off của Ultraman Op ấy. Nói chung là nó có rất nhiều vai trò quan trọng ở trong đối với Ultraman Op. Vậy thì nếu bạn thực sự là một fan của Ultraman Orb thì chắc chắn đừng bỏ qua món đồ chơi này. Cho dù một điều khá là kỳ lạ là tôi không hiểu tại sao mà giá của thứ này khi mà mua new lại đắt hơn, thậm chí đắt hơn cả cái chiếc Orb Ring nữa. Thế nên là khá là kỳ lạ, nhưng mà một khi bạn đam mê thì không có gì là không thể cả, phải không? Vậy thì cảm ơn các bạn đã xem video này. Đừng quên like và subscribe channel của tôi nhé. Và hẹn gặp lại các bạn trong những lần review tiếp theo.